Hello, chào các bác nhé, chào mọi người ạ. Em lại tiếp tục cái clip xả hàng những cái đôi lỗi nhẹ, tại vì hàng nhà em đặt thì nó chưa có về kịp các bác, chắc phải chừng khoảng một vài hôm nữa thì hàng mới sẽ cập bến. Em thì cũng rất là tò mò để xem cái lô hàng nhập giá cao hơn này thì nó sẽ chất lượng nó như thế nào các bác. Mong là nó sẽ không có những cái đôi dạng lỗi nhẹ như này hoặc là những cái đôi lỗi nặng để em bán mà cứ phải xả như thế này thì nó rất là buồn các bác. Đó. Thì đôi đầu tiên em lên sẽ là một đôi đến từ thương hiệu Clegg của Anh này. Đây, đôi đến từ thương hiệu Clegg của Anh các bác nhé. Đôi này đặc biệt là được thiết kế phần đế hơi các bác. Đây. Ở đây cái phần đế này nó sẽ có phần gót này, nó sẽ có cái túi khí ấy. Đấy, giúp cho chủ nhân sử dụng rất là êm ái luôn. Cái đôi mà chất như thế này thì chắc chắn là nó thường thường sẽ được sản xuất ở châu Âu các bác, không thấy xuất xứ sản xuất. Đó, phía trong này cũng hoàn toàn da thật này, và người ta đột cái lỗ nhé các bác nhé. Đây, người ta đột cái lỗ như này chứ không phải là nó qua sử dụng mà nó bị lủng lắm mọi người ạ. Đó, đột lỗ này. Đây ạ, bên này cũng thế. Đó, người ta đột lỗ. Lót là còn nguyên nhé, còn nguyên của hãng Clegg này. Thương hiệu Clegg này thì là một thương hiệu rất là nổi tiếng của nước Anh. Đó, thương hiệu nổi tiếng của nước Anh. Đôi này cũng là dòng lỗ nhẹ đấy các bạn. Chất da thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Những cái đôi như này mà thường thường là được sản xuất ở châu Âu ấy, thì người ta sẽ hay xếp vào cái hàng giày rất là đắt các bác nhé. Nhưng đôi này qua sử dụng thì nó có chút lỗi nhẹ ở góc như thế này. Đó. Nhưng mà các bác yên tâm luôn ạ. Tại vì cái đôi này á, được người ta khâu viền rồi này. Đó, khâu viền như này thì nó rất là chắc luôn. Nó sẽ khâu chặt với cái phần mũ giày. Đó, cho nên là mặc dù qua sử dụng thì nó có cái lỗi ở đây, nhưng mà các bác đi không hề hấn gì đâu. Không có xi nhê gì hết nhá, không có lo nhá. Đó, khâu viền đây này. Ngoài hình đôi này thì còn rất là đẹp và chất luôn các bác. Đó, phía sau thiết kế. Đó, phần này có thể dùng tua vít hoặc cái vật gì đó cứng cứng mỏng mỏng để xoay xoay làm sao cho nó hai cái chiều nó cùng chiều với nhau, hoặc là để một kiểu như này một kiểu này cũng chả sao các bác, tùy mình nhá. Đó, đấy là thiết kế túi khí hiệu Clegg của Anh. Phần gót đấy, đó có túi khí qua sử dụng rồi, đương nhiên hàng si qua sử dụng lỗi nhẹ. Mã là X96 các bác này. Chiều dài chân là 275, size 43. Đó, bác là size 43 để ý đôi này nhá. Đi rất là ok luôn. 230k. Em lên tiếp đôi trước mặt này, đôi của thương hiệu Tendy. Thương hiệu Tendy Hàn Quốc. Đó, thương hiệu hàng đầu về sản xuất giày Hàn Quốc luôn. Đôi này thì cái ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Nó chỉ là hàng lỗi nhẹ các bạn. Hàng lỗi nhẹ nhưng mà các bác mua để sử dụng, các bác đi như này thì không có ai người ta để ý ở đâu. Và đặc biệt nữa là những cái đôi như này nó còn rất là chắc chắn luôn. Phía trong giày. Đó. Hiệu Tendy. Phần đế giày ạ. Đó. Các bác yên tâm đi, với cái giá như này các bác mua về, các bác đi các bác cảm thấy không có gì là không hợp lý cả. Quá hợp lý luôn. Lỗi nhẹ mà các bác được những cái đôi như này. Mã là X95 này. Chiều dài chân là 260, size 41, 240k các bác nhé. 240k cho đôi này. Thêm một đôi lỗi nhẹ nữa này, một đôi lười lỗi nhẹ. Đôi này phong cách có vẻ là giày mỏi các bác nhé. Phong cách giày mỏi. Đó, lỗi nhẹ các bác.
về các bác có thể xử lý cũng được, sao cả, nếu không mình cứ đi như này thì không có ảnh hưởng gì các bác nhé, không có ai biết được lỗi của nó như nào đâu, không ai người ta soi kỹ, nên quan trọng là mình vệ sinh xong mình chăm sóc đánh xi lên là nó đẹp long lanh thì không có ai biết được cái lỗi. Mua thì giá nhà em giá xả những đôi lỗi nhẹ nó rất là hợp lý rồi, phía trong lót đôi này dòng giày mọi em ạ, đây đó hiệu Fessi, hiệu Fessi mã là X97 này, chiều dài chân là 265, size 42. Đó, 170k các bác nhé, 170k cho đôi lỗ nhẹ này. Đó, tiếp đến này. Tiếp đến là một đôi lỗ nhẹ tiếp theo. Đôi này ngoại hình rất đẹp các bác. Đó, ngoại hình thiết kế rất đẹp. Chất liệu thì da thật hoàn toàn luôn. Đặc biệt đôi này thiết kế khóa kéo các bác nhé, khóa kéo phía trong này, đó. Khóa kéo phía trong này, thiết kế đẹp, đó. Dạng này là dạng cổ lỡ các bạn, size chân thì dành cho người có size chân từ 41,5 đến 42, nó mang vừa thôi này, da đẹp lắm các bạn. Đó hiệu nổi tiếng rồi, hiệu nổi tiếng của Đức rồi, hiệu Buffalo này, Buffalo nổi tiếng của Đức nhé. Đây là phía trong lót này, phía trong lót các bác nhé. Mã là X98 này, chiều dài chân là 265, size 42, 230k các bác nhé, 230k. Em lên tiếp một đôi đến từ thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, thương hiệu The North Face các bác này, The North Face đây nhé. Đó. Phần này khối phản quang này, khóa khóa xoay, đúng rồi, khóa xoay, chất liệu da thật, khối vải canvas thoáng khí, thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, thương hiệu này là được rất nhiều bạn trẻ thích thương hiệu này luôn. Đó. Đó, hiệu nó đây. Đó, thương hiệu này là có biểu tượng ngọn núi rất là nổi tiếng của Mỹ. Đó. Hay người ta còn gọi là bức tường phía Bắc vì cái ngọn núi nó đứng ở phía Bắc của nước Mỹ, người ta gọi là một ngọn núi sừng sững, gọi là bức tường phía Bắc. Phía trong lót thì vẫn còn nguyên lót của nó nhé, lỗ nhẹ rồi, đôi này đẹp lắm, một đôi thể thao khóa xoay thương hiệu lớn, mã là X45 này, size 40,5, 210k, sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật. Phần đế này, đó, 210k cho đôi này. Một đôi dành cho bác nào đó cao tuổi này. Đây là dòng giày du lịch các bác nhé. Các bác sẽ rất là ưng đôi này khi mà mình đi bộ thì nó êm và nhẹ. Chất da thì rất tuyệt vời luôn này các bác này. Nhưng mà nó là hàng lỗi nhẹ. Đó. Thương hiệu đến từ Mỹ các bác. Thương hiệu nổi tiếng của Mỹ đây. Đây phần lót nó trong Hapa Mỹ. Đế xốp. Tiếp đến là một đôi giày mà phong cách lười các bác nhé. Đôi sneaker mà phong cách lười vì nó không có buộc dây các bác. Phần này người ta thiết kế thun này, phần này thì là giúp cho việc xỏ giày rất là dễ luôn. Đó. Phần lưỡi gà
không có dùng dây. Đây là một đôi sneaker mà thiết kế phải nói là rất là độc đáo luôn, độc đáo và còn rất đẹp nhá. Chỉ có chút lỗi nhẹ thôi, cho nên là giá của nó cũng rất là ấn tượng luôn. Chất liệu da thật, và phần này thì người ta phối phối vải các bác nhé. Đó, đây phần đế này đó. Tên hiệu của đôi này là Choi này, Choi and Mario các bác nhé. Đó, Choi and Mario, mọi người có thể thấy. Và phần trong lót của nó này vẫn còn nguyên lót của Choi and Mario. Lỗi rất nhẹ, một đôi sneaker còn rất đẹp luôn. Giá thì quá rẻ rồi. Mã là X93 641 các bạn. Đó, 250k, sản xuất tại Trung Quốc xuất Nhật. Đó, 250k đôi này. Tiếp đến là một đôi đến từ thương hiệu của Ý và được sản xuất tại Ý luôn. Đặc biệt là thiết kế của nó có khóa xoay phía trên các bác nhé. Đó, khóa xoay phía trên. Chất liệu thì da thật hoàn toàn rồi. Một đôi phong cách giày du lịch này. Đây là phần đế này. Đó, các bác có thể đọc thấy cái chữ hiệu Vainer này, một thương hiệu của Ý. Đôi này sản xuất tại Ý luôn, lỗi nhẹ. Đây là phần lót này, lót của đôi hiệu Vainer Ý. Với cái khóa xoay này thì em đã giới thiệu nhiều rồi, các bác biết sử dụng rồi, cho nên là các bác không không có cần phải em giới thiệu lại thêm nhé. Đó, mã là X92 này, size của Mỹ là size 7,5, size 40,5, mà người Việt Nam mình mang vừa này, 190k, sản xuất tại Ý. Tiếp đến một đôi còn ngoại hình còn rất là đẹp luôn, lỗi nhẹ xíu thôi, em cũng đưa vào hàng lỗi nhẹ. Còn bình thường như người ta bán thì những cái đôi này người ta sẽ không xếp vào hàng lỗi nhẹ các bác nhé. Có thể nó chỉ là cái lỗi quá nhỏ như thế thì nói khéo khéo thì cũng không sao cả, thì vẫn bán được, giá đôi này sẽ thành 300 mấy luôn các bác. Nhưng em liệt nó vào hàng lỗi nhẹ cho nên nó lại sẽ phải ở cái mức giá nó thấp thôi. Đó, đây là một trong những cái đôi mà có giá xả mà gọi là cao hơn giá nhập một xíu của nhà em nhé các bác. Nhưng mà nhà em đóng hàng, các bác chốt hàng, nhà em đóng hàng vừa mất cái công đóng này, xong lại vừa mất thêm cả cái bao bì các bác nhé. Bao bì là nhà em phải đi mua chứ không phải là nhà em có xin được bao bì đâu. Bao bì nhà em toàn phải mua, thậm chí là của các cái shop giày ở xung quanh huyện em ấy. Họ cứ bán rồi vợ chồng em đi khuân về, mua về các bác để đóng cho các bác, hoặc là những cái hộp cát tông ấy, nhà em toàn mua vài ngàn một cái luôn các bác, mà vận chuyển từ xuôi lên, còn chịu chịu thêm cước các bác nhé. Đây là một đôi hiệu mốc các bác này. Đó, chứ không phải nhà em đã xả lỗ rồi các bác nhé, xong mà lại còn vừa mất công, lại còn mất cả cái tiền đóng hộp cho các bác nữa. Xong nhiều bác không hiểu thì thấy người ta bán dễ tính thì bán xả đã rẻ rồi, lại còn muốn ôi mua thêm hai đôi bao ship nha, rồi ôi nghĩ thảm rồi đấy. Các bác đấy, không biết là các bác ấy, tâm tính các bác suy nghĩ như nào khi người ta đã xả lỗ rồi lại còn muốn mua rẻ hơn nữa thì em thua 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 thật, thua toàn tập luôn. Như thế thì cái này bán giày là đam mê của em thôi, cứ gặp những khách như thế thì chắc là em hết đam mê luôn, em lại đi đo gỗ về đi làm cái việc khác thú vị hơn. Đây là cái đam mê của em theo đuổi thôi, chứ còn nó cũng không giúp gì nhiều cho em đâu. Mã đôi này là X88 này các bác này, chiều chân là 255 này, size 40,5,
Đó, 250k các bạn nhé, 250k cho đời này. Lỗi nhẹ siêu 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 luôn. Em lên tiếp một đôi phong cách thể thao du lịch này. Rất nhẹ về cả chất liệu da cũng như là phần chất liệu đế nhé. Đây các bạn. Đó, em cũng bán hàng trên YouTube cũng đâu đó khoảng vài tháng các bạn. Bây giờ lượng đăng ký cũng rơi vào khoảng cũng chẳng mấy nữa thì cũng cán mốc 2.000 người, nhưng mà như người ta cứ hơn 1.000 người các bạn nhé thì người ta sẽ mừng quá rồi, người ta sẽ đi làm cái đăng ký để mà xét duyệt hồ sơ, bấm nút kiếm tiền. Nhưng em chẳng quan tâm chuyện đó các bạn, có biết rồi đấy. Em không thèm bận tâm luôn, kệ. Sau này nó có cán mốc 2.000 hay kể cả đến 3.000 em chả thật cần quan tâm những chuyện bấm nút kiếm tiền. Bán này chỉ là giao lưu đam mê các bạn, chứ không phải là cố gắng để mà làm giàu từ nó đâu các bạn nhé. Em làm bằng những cách khác của em, còn đây là đam mê dày rồi, bán giao lưu các bác cho nó vui thôi, miễn là cứ có chút lời để kiếm hộp sữa Vinamilk cho con là được. Còn cái chuyện cứ lỗ với Hòa là chắc em cũng phải nghỉ, dừng cái đam mê của mình luôn. Đó, mã là X91 các bạn này, chiều dài chân là 265 42, là size của nó 190k các bạn nhé. Đó, không cần quan tâm đến chuyện là bật nút kiếm tiền, mặc kệ nó. Đó không phải là cái thứ mình quan tâm, cái em thích là đam mê giày. Em muốn bán giao lưu và để cùng chia sẻ với những người có cùng cái đam mê đúng không nhé, đó là các bác, có những khách hàng mà cũng đã rất là yêu mến kênh cũng như là gia đình vợ chồng em. Em thấy thế là niềm vui và hạnh phúc của các bạn. Hiệu Giang A các bạn nhé, đôi hiệu Giang A phía trong của nó đây, như thế là vui rồi các bạn. Đâu cần phải có lợi nhuận thật nhiều thì mình mới làm đâu, làm đam mê mà. Mã là X84 các bạn này, chiều dài chân là 260 các bạn nhé, 641 đó, 180k, 180k các bạn nhé. Tiếp đến lại là một đôi phong cách giày du lịch này. Đó, chất liệu da nhưng mà được hãng người ta tạo tạo thiết kế. Đó, như là nhìn cái đôi này nó rất là đẹp chất luôn. Đó, nhìn như vải quá nhá. Nhưng mà là da đấy các bạn nhé, trông như vải luôn. Nhưng mà nó là da đấy. Phong cách giày du lịch này. Đây là phía trong của giày các bạn này. Phần đế này. Đó. Hiệu Soda. Phần đế hiệu Soda. Qua sử dụng giày si thì nó lỗi nhẹ. Mã là X83 này, chiều dài chân là 250, size 40, 170k các bác nhé, 170k cho đôi này. Tiếp tục em giới thiệu với các bác một đôi giày. Đôi này là một đôi giày đánh gôn các bác nhé. Nhưng với ngoại hình và phong cách thiết kế của đôi như này, các bác có thể đi chơi bình thường luôn nhé. Đó, các bác có thể đi chơi bình thường luôn, đâu cần phải là mình đánh gôn mình mới đi đâu. Đó. Đặc biệt đấy, đôi này là đến từ một thương hiệu nổi tiếng thứ hai nước Mỹ các bác nhé. À không phải, nổi tiếng thứ hai thế giới luôn. Các bác biết nổi tiếng thứ hai thế giới về về vấn đề gì không? Bây giờ em xin giới thiệu. Đây là một đôi hiệu hay gọi là hiệu Quang Ly này. Cái hiệu Quang Ly này, nếu mà nó sản xuất quần jean trên thế giới các bác nhé, thì nó chỉ đứng sau mỗi cái ông Levi thôi. Đấy, hay người Việt Nam mình có người gọi là Levi's ấy, đó, hiệu Levi's hoặc Levi's. Đó. Cái hiệu này chỉ đứng số 2 các bác nhé. Đó, về quần jean, đồ jean. Hiệu này chỉ đứng số 2 sau hiệu Levi. Đó, còn về giày ấy, giày thể thao nam nữ hiện nay ấy,
Thì đấy, em nhắc lại là Nike đứng số 1, Adidas đứng số 2. Còn về giày da chung trên toàn thế giới thì đương nhiên rồi, những cái thương hiệu hàng đầu vẫn là đến từ người Ý và Thụy Sĩ, thì có Bentley, rồi một vài thương hiệu khác của Anh, của Mỹ đó, và Hàn Quốc, Nhật Bản. Đấy, giới thiệu sơ sơ đấy cho các bác biết. Đấy, tôi này các bác có thể đi đi chơi được nhé các bác nhé. Lỗi nhẹ các bác. Đây là phần gót rồi đấy, đó. Hiệu Quang Ly này, Quang Ly đọc Quang Quang. Thương hiệu của Mỹ các bác nhá, không phải là các bác thấy chữ Quang Quang này các bác nghĩ là Trung Quốc nhá, không phải nhá. Thương hiệu của Mỹ luôn đấy. Nổi tiếng sau mỗi cái ông Levi về quần jean, đồ jean luôn. Mã là X85 này. Chiều dài chân là 265, size 42, 190k, sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật các bác nhá. Có nhiều cái tên hiệu của Mỹ hoặc của châu Âu nghe cái từ đọc ấy, với cả chữ chữ cái ký tự Latin thì cứ tưởng là Trung Quốc, không phải nha các bác, nhiều người bị nhầm luôn. Toàn thương hiệu của mấy ông châu Âu với Mỹ thôi. Đó, một đôi slip on chất da màu xanh. Với đôi này này về các bác tú ta lại này, cho các bác có thể đánh nó chuyển qua xi màu đen cũng được nha các bác nhé. Đó, chuyển qua xi màu đen cũng được, không cứ để này mà đi không sao đâu, nhưng nó vẫn chất mà đẹp, mà da thật đột lỗ tạo hoa văn, đặc biệt là được khâu viền chắc chắn. Đó, khâu viền chắc chắn nha, thì những cái đôi này các bác đi yên tâm lắm luôn. Phía trong giày này, đó đó là hiệu Supen các bác nhé. Hiệu Supen là một hiệu cũng nổi tiếng của Hàn Quốc. Phần gót giày này, hiệu Supen, lỗi nhẹ. Mã là X90 này. Chiều dài chân 265, size 42, 220k các bác nhé, sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật. Tiếp đến là một đôi lỗi rất nhẹ mà lại rất đẹp nữa này. Một đôi giày du lịch đó. Chất da ngoại hình rất là đẹp luôn, size chân cũng vừa phải, đến từ thương hiệu Tendi các bác nhé. Đây, phần lót nó hiệu Tendi, hiệu hàng đầu về sản xuất giày da Hàn Quốc, gọi là nổi tiếng thì cũng không có gì ngoa cả. Đó, hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc cũng không có gì ngoa hết. Mã là X87 này. Chiều dài chân là 250 đó, size 40 các bác nhé, 39,5 đến 40 mang vừa này, 230k, sản xuất tại Hàn Quốc, xuất Nhật. Em liên tiếp một đôi dòng sneaker da rất đẹp luôn, phong cách thiết kế đẹp, kiểu dáng đẹp phù hợp với nhiều lứa tuổi luôn. Đó, hiệu Landmaster các bạn, hiệu Landmaster của Hàn Quốc, hiệu Landmaster của Hàn Quốc. Đó, đây là phần đế này, đối với cái đôi như này này, nếu như các bác sở hữu rồi ấy, mà các bác muốn sử dụng nó lâu dài hơn nữa thì các bác có thể ra hiệu giày các bác nhé. Các bác khâu một đường cho thợ, khâu một đường khâu tay theo cái rãnh này, theo rãnh của nhà thiết kế, người ta đã thiết kế thì cái đôi giày của các bác thì lại bền vô đối luôn, bao giờ ra này nó hỏng được, không hỏng được dễ dàng đâu các bác. Các bác lại dùng nhiều năm nữa mà mua thì giá nhà em đấy quá rẻ luôn. Nếu mà em mang ra hiệu sửa giày em ném vào độ vài chục ngàn các bác, em khâu xong ngon lành thì em bán không phải giá như này các bác nhé. Đó, lại thành 300 mấy luôn đấy các bác nhé, 300 mấy luôn đấy. Đôi còn đẹp này mà nó chắc chắn xung quanh khi được khâu viền thì thành 300 mấy luôn các bác nhé.
Mã là X86, chiều dài chân 270, size 42 đến 42,5 mang vừa. Đó, giá xả lỗ nha em, 210k, sản xuất tại Hàn Quốc, xuất Nhật các bác nhé. Em lên tiếp một đôi đến từ, rõ là thương hiệu gì luôn á. Đôi này là rễ từ của một thương hiệu châu Âu á, rất dễ luôn. Vì em thấy cái chất liệu da của nó thì tuyệt vời, đặc biệt là đế đế da, phần đế da các bác. Không rõ thương hiệu gì luôn. Phần lót thì bây giờ mờ rồi, nhưng mà chất da thì cực chất rồi, da quá chất, cũng xếp hạng lỗi nhẹ các bạn, da chất lắm các bạn, thiết kế đẹp, da chất. Đôi này chắc chắn là phải là của một thương hiệu của châu Âu à, như Ý chẳng hạn, chứ không phải là Nhật hoặc là Hàn Quốc đâu các bạn, chất lắm. Đó, phía trong giày này, phần gầm giày này, phần này xốp rất là nhẹ, da thì quá chất luôn này. Mã là X89 này, chiều dài chân là 265, đó, size 42, 4,5 đến 42 là mang vừa luôn này, 230k các bác nhé, không rõ nước sản xuất luôn, cũng cũng chẳng rõ thương hiệu, nhưng mà đôi này chắc chắn là của thương hiệu nổi tiếng rồi, Pháp Ý gì đó. Lấy á, dây lưng cẩn thận đụng chạm. Đấy, thưa với cả các bác với cả các anh em dùng quần jean nhé, thì vừa rồi em lại về thêm một số cái dây ống địa, rất là nhiều bác thích cái hiệu ống địa này đó, da bò nguyên miếng các bác nhé, xuất xứ sản xuất thì là Thái Lan đó, da bò nguyên miếng luôn, hiệu ống địa này, đầu dây khóa hiệu ống địa đấy, được người ta thiết kế khâu viền rất chắc chắn, và những cái dây này đương nhiên là chỉ dành cho quần jean thôi các bác, nên là những cái dây như này thì nhà em sẽ bán, nó sẽ có cái cỡ dây các bác, chiều rộng này là 3,8, nhưng mà với quần jean thì dây nào cũng vừa các bác nhé, quần jean dây nào cũng vừa luôn đó, chiều dài của dây nên nó cứ từ khoảng 128 đến 130 cm một dây các bạn. Đó. Tính từ đầu khóa này nó sẽ cứ từ khoảng đấy, thì nhà em bán dây này mẫu nó như nhau mà các bác, chính vì vậy mà sẽ là các bác cứ, ví dụ các bác quan tâm đến cái dây này, dây ống địa thì quan niệm là rất là tốt cho phong thủy cho làm ăn các bác nhé. Đó. Chính vì thế mà các bác quan tâm đến cái mẫu dây ống địa này, đầu khóa nhà này, thì các bác chốt thì các bác ghi là chốt dây địa này. Đó. Giá bán nhà em là 270k các bác, 270k. Các bác chuyển khoản đủ là nhà em sẽ bao ship cho các bác nhé. Đó. Mã ống địa. Các bác chốt thì các bác chỉ cần ghi địa. Thế thôi, ghi mỗi dây ống địa cũng được. Thì giá của nó sẽ là giá bao ship khi các bác chuyển khoản đủ 270k. Nhà em bao ship. Đó. Em lên tiếp một cái dây hiệu Levi này. Dây hiệu Levi, da bò nguyên miếng, màu nâu, đầu khóa theo kiểu truyền thống. Đó. Hiệu Levi các bác nhé, cũng xuất xứ sản xuất thì là từ Nhật, từ Thái Lan ấy. Đó. Mã của dây này là A70 các bác này. Là bản rộng của dây 3,9 cm là bản rộng này. Đương nhiên là cái dây này thì cũng có thể dùng cho anh em mặc quần trang phục quần Âu hoặc là quần jean đều phù hợp nhé, với cái dây này đều phù hợp luôn, đến công sở đều rất là
đẹp. Chiều bản rộng của nó sẽ là 3,9 cm, là bản rộng của dây các bác nhé. Chiều dài dây là 130-131 cm này. 250k nhé. Đó, 250k cho dây như này. Chuyển khoản đủ là nhà em bao ship liền. Dây hoàn toàn mới các bác nhé, không phải hàng xịn, hoàn toàn mới hiệu Levi. Dây cho anh em trang phục Âu công sở này. Đó, hiệu mặt hiệu là hiệu Gucci màu đen. Dây da bò nguyên miếng màu nâu. Bản rộng dây là 3,6 cm này. Chiều dài dây là 124 cm tính từ đầu khóa. Mã là A53. Đó, 250k các bác nhé, 250k chuyển khoản đủ bao ship. Dây da bò nguyên miếng. Dây mới á. Đây toàn dây mới hết các bạn. Tiếp đến là một dây cũng dành cho em anh em công sở luôn này. Đó, mặt khóa là hiệu Hermès các bác này. Da bò nguyên miếng. Da sần màu nâu, rất là đẹp luôn. Mã là H9 này. Đó, 250k chuyển khoản đủ bao ship. Bản rộng thì cũng không lớn, đó, 3,6 cm thôi. Chiều dài dây tính từ đầu khóa đây thì sẽ là 133 cm. Đó. Da bò nguyên miếng luôn ạ. Chuyển khoản đủ nhà em bao ship. Em lên một dây cá sấu da bụng. Dây cá sấu thật da bụng. Cá sấu thật da bụng màu nâu. Da bụng thì thường người ta sẽ khâu viền các bác. Đó, người ta sẽ khâu viền. Không giống như da lưng thì nó cứng hơn, chắc hơn. Nên người ta sẽ không khâu viền. Còn với da bụng lúc nào nó cũng khâu viền. Da chuẩn xịn cá sấu luôn nha các bác nhá. Các bác dây mua cái dây có vài trăm ngàn này, nếu mà không phải da cá sấu em sẵn sàng đền các bác hàng chục triệu luôn các bác nhá. Bảo hành trọn đời cho các bác dây cá sấu. Mã là H3 các bác này. Đó. Giá bán là 580k. Chuyển khoản đủ 580k nhà em bao ship các bác nhá. Bản rộng của dây là 3,8 cm. Tổng chiều dài dây tính từ đầu khóa sẽ là 130 cm các bác nhé. Đó, chuyển khoản đủ 580k nhà em bao ship các bác luôn, bảo hành trọn đời nếu không phải da cá sấu, đền hàng chục triệu các bác nhé. Tiếp đến cũng là một dây da cá sấu nhưng mà nó sẽ là màu đen các bác. Dây bụng, dây da bụng cá sấu, khâu viền xung quanh. Đó, khác chỉ khác với cái dây nãy là nó là màu nâu, còn dây là màu đen. Đó, dây này sẽ có mã là H5 này. Giá cũng như vậy, 580k chuyển khoản đủ bao ship này. Bản rộng thì là 3,8 cm, chiều dài dây là 130 cm. Đó, chuyển khoản đủ bao ship các bác nhé. Một dây da bò nguyên miếng màu nâu vàng, hiệu Levi, sản xuất tại Thái Lan. Đó. Mã là D04 này. 250k chuyển khoản đủ nhà em bao ship qua nhé. 250k chuyển khoản đủ nhà em bao ship. Em lên tiếp một dây hiệu Levi nữa này, màu đen quá nhé. À, lúc nãy là màu nâu vàng, lần này là màu đen. Thiết kế thì như nhau, xuất xứ Thái Lan, sản xuất. Mã là D82 này, màu đen. 250k chuyển khoản đủ nhà em bao ship. Lấy hai cái mục cốt. D
đến chuyên mục mũ côi tàu các bạn, mũ côi tàu chuẩn xịn. Đó thì nhà em lại nói lại là nhà em sẽ có hai mẫu. Phía trong thiết kế thì nó sẽ như thế này. Phía trong lòng mũ nó sẽ như thế này các bạn nhé. Đó. Loại 1 các bạn nhé. Loại số 1 nhà em chỉ bán loại này, không có bán loại 2 với loại 3 như người ta đâu. Xong lại nói thành loại số 1 đâu. Phía trong là nhôm, cái năm mạ vàng các bạn. Đó. Có hai loại. Một là lỗ thông khí sẽ là nhôm nguyên chất các bạn nhé. Loại thứ hai, mẫu thứ hai. Lỗ thông khí sẽ là đồng nguyên chất. Đó. Với những cái chất liệu như này các bác dùng các bác yên tâm luôn. Còn vải của nó thì chất liệu rõ ràng là vải Tô Châu rồi. Còn chất liệu cốt mũ mới là chất liệu quy định cái mũ này có bền hay không. Cốt mũ thì em chưa rõ là cái loại một này em họ sản xuất bằng chất liệu gì cao cấp hơn không. Nhưng mà thường thường cái loại 2 và loại 3 thì em được biết hiện nay công nghệ người ta sản xuất mũ cối bền và siêu bền thì thường đang dùng chất liệu PIP là chủ yếu các. Còn cái chất liệu loại số 1 này, loại cao cấp hơn nữa là loại 1 này thì không rõ là họ sử dụng chất liệu gì. Cái này thì em chưa biết được các bạn. Em chưa nghiên cứu và hỏi được cái mối, vì mối người ta cũng chỉ nhập thôi các bạn. Người ta không phải nhà sản xuất thì người ta không có biết được cái thông số kỹ thuật cũng như chất liệu sản xuất ra cái sản phẩm của nhà máy hoặc là của xưởng nào đó bên Trung Quốc. Đó, ở đây là hiệu Hồng Huệ các bạn này. Hiệu Nguyện 1966, nhà em luôn bán cái mẫu như này và chữ lúc nào cũng là màu coban các bạn này, gọi là màu xanh nước biển, đó, màu coban 1966, khắc rất là sắc nét và sâu nhé các bạn, rất là sắc nét, làm giả là không thể, và tem của nó lúc nào cũng có cái chữ tem đây, mũ cối cao cấp, đó, chất lượng số 1. Nào cũng thế. Đấy, loại 1 thì nó mới có loại này các bác nhá. Còn loại 2, loại 3 trở đi thì nó chỉ có mỗi cái tem này thôi. Và tem này nó sẽ được dán ở chính giữa. Chính giữa. Và cái màu chữ Hồng Huệ nó sẽ không giống này các bác nhá. Loại 2, loại 3 màu chữ Hồng Huệ nó sẽ là màu xanh lá cây này. Đó. Chữ Hồng Huệ này. Đấy, em phải tả lại cho các bác phân biệt được nhá. Loại 2 ấy thì nó sẽ cái chữ Hồng Huệ này nó sẽ là màu xanh lá cây và màu vàng nữa các bạn, màu vàng như này đó, chứ nó không có màu này các bạn nhé. Đấy, cái loại như nhà em đây là 380 một cái các bạn, 380 một cái mũ và tặng kèm một sao chuẩn các bạn nhé, sao chuẩn quân nhu luôn. Đấy, bây giờ trên thị trường nó cũng có cả sao rổ, ra ngoài đường gặp rất nhiều bác đội mũ thì cũng mũ rổ, sao của mình cũng nốt sao rổ, mà em nhìn nghĩ buồn cười cho họ không biết các bạn, họ không biết luôn á, họ không để ý đâu. Như nhà em là chuẩn tư sao cho đến mũ, chuyển khoản đủ 380k nhà em bao ship các bác. Các bác mua cái thứ hai thì đương nhiên rồi, mua cái thứ hai thì là cùng cái đơn hàng đó thì các bác cũng sẽ không mất thêm phí ship, nhưng bù lại các bác lại được rẻ thêm 30k nữa. Mua cái thứ ba cho ông bạn hàng xóm sau khi mà hai bố con đã mua mỗi người cái rồi, mua tặng cho ông bạn hàng xóm một cái nữa, các bác lại sẽ được rẻ thêm 30k nữa, tức là từ 380 chỉ còn đủ là nhà em bao ship tặng sao rồi. Mua cái thứ hai là các bác chỉ còn phải trả có 350 thôi, để mua lên cái thứ ba thì các bác chỉ còn có 320k đó cho cái thứ ba, và cùng một đơn thì các bác cũng được bao ship luôn rồi và tặng 3 sao các bác nhé. Đó, kênh của em thì xin phép tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của nhà em nhé. Chào tạm biệt các bác.